Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với nội dung của video ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề, đó là làm cách nào để chúng ta có thêm được nguồn thu nhập thứ hai mà trong khi đó chúng ta lại không có thời gian, vì có thể là đang làm công nhân, vì có thể là đang làm một công việc ở trong một văn phòng, hoặc có thể là chúng ta đang lao động ở nước ngoài. Vậy thì thưa các bạn, đây là một cái câu hỏi rất phổ biến. Bởi vì sao? Bởi vì mong muốn của chúng ta đó là luôn luôn có cái mong muốn, đó là muốn tăng cái thu nhập của chúng ta lên, nhưng lại không có thời gian. Vậy thì cái giải pháp như thế nào? Dựa trên cái câu chuyện thực tế của bản thân tôi và câu chuyện đã cải thiện được cái thu nhập của rất là nhiều người. Chính vì lý do như vậy cho nên tôi muốn chia sẻ trong cái video này, đó là để các bạn có thêm một cái nguồn thông tin để các bạn tham khảo, xem nó có phù hợp với hoàn cảnh hay là tính cách của các bạn hay không. Thì đầu tiên tôi xin giới thiệu với các bạn một chút về sự thay đổi ban đầu của bản thân tôi. Thì thưa các bạn, bản thân tôi trước đây là làm nghề kỹ sư. Tuy nhiên tôi thấy rằng mình cần phải thay đổi. Chính vì lý do như vậy, tôi đã đưa ra một cái quyết định, đó là tôi không làm kỹ sư nữa. Và sau đó tôi bắt đầu với một cái công việc mới. Và cái tầm nhìn đó là tôi muốn mình sẽ đi theo một con đường khác hoàn toàn, mà không phải là công việc kỹ sư. Thì thưa các bạn, đó là cái quyết định đầu tiên là như vậy. Và cái công việc mà tôi đầu tiên tôi làm ban đầu ạ, đó là tôi làm công nhân. Thì thưa các bạn, ở vị trí là một người mà đã là kỹ sư, mà đã từng làm 1 đến 2 năm, nhưng mà sau đó tại sao tôi lại quyết định là chỉ là một người làm công nhân, ngày làm 8 tiếng và thu nhập ban đầu á, thì thưa các bạn, đó là lương có 2 triệu thôi. Vậy thì khi mà tôi đưa cái hồ sơ của mình á đến cái công ty đó để làm công nhân, thì thưa các bạn, thì bác giám đốc mới nói là tại sao mà cháu có bằng đại học, cháu là một kỹ sư, nhưng mà tại sao mà cháu lại không làm kỹ sư mà cháu lại làm công nhân. Thì tôi có trả lời là bác cứ cho cháu làm công nhân, bởi vì cháu muốn làm công nhân, nó đơn giản như vậy thôi. Thì thưa các bạn, vậy thì tôi sẽ giải thích các bạn lý do tại sao mà tôi lại chọn làm công nhân. Thì thưa các bạn, khi mà các bạn làm trong công ty hay là làm bất kỳ một công việc nào á, thì cái vị trí mà các bạn càng cao, thì thứ nhất đó là cái khối lượng cái công việc mà các bạn, cái khối lượng công việc và trách nhiệm á, nó sẽ càng lớn, nó sẽ càng lớn. Cái thứ hai nữa đó là cái thời gian mà các bạn dành cho nó chắc chắn nó sẽ nhiều hơn. Vậy thì khi các bạn làm quản lý chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn không những phải dành tâm trí ở ngay chính cái công ty, ở ngay chính công ty, mà về nhà bạn còn phải dành cho cái tâm trí cho chính cái công việc đó nữa. Và đó cũng là điều đương nhiên để chúng ta có một sự tập trung và cống hiến cho chính cái công việc mà chúng ta đang làm. Tuy nhiên thì đây là một cái lựa chọn rất cá nhân, bởi vì mỗi cá nhân sẽ có một cái kế hoạch khác. Còn đối với cái kế hoạch của tôi đó là gì? Đó là tôi học được một điều, đó là gì? Chúng ta muốn thay đổi bản thân mình thì chúng ta phải dành thời gian cho chính mình nhiều hơn. Dành thời gian cho chính mình nhiều hơn. Các bạn nhớ cái từ khóa là dành thời gian cho chính mình nhiều hơn. Vậy cho nên đó là gì? Tôi chọn cái công việc làm công nhân. Thì thưa các bạn, lúc đó tôi đang còn rất là trẻ. Tôi lúc đó là 24 tuổi thôi. Đang còn rất là trẻ, 24 tuổi. Cho nên tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho bản thân mình. Để làm gì? Thì thưa các bạn, tôi chỉ làm việc đó là ở công ty là một ngày 8 tiếng, và tôi có mức thu nhập là 2 triệu một tháng, là 2 triệu đến 3 triệu một tháng. Và với khoản thu nhập đó thì đảm bảo rằng là tôi vẫn có thể duy trì được cái mức chi phí sinh hoạt cho cuộc sống hàng ngày. Vậy thì đó chính là lúc mà buổi tối, thời gian rảnh của chúng ta, thì lúc đó buổi tối thì tôi sẽ dành thời gian để đọc sách, hay là dành thời gian để luyện những cái kỹ năng, đó là kỹ năng để mà xây dựng cái sự tự tin cho bản thân,
rồi kỹ năng để chúng ta học về cách để chúng ta bán hàng, thì cái keyword mà đầu tiên á mà các bạn cần phải để ý á, đó là hãy dành thời gian cho chính mình. Hãy dành thời gian cho chính mình. Và cái keyword thứ hai á, đó là cái keyword đó là thời gian rảnh. Thưa các bạn, đó là hai cái keyword mà tôi thấy rằng nó rất là quan trọng cho việc mà bạn có mong muốn rằng mình muốn có một cái nguồn thu nhập thứ hai, mà trong khi đó mình đang có một cái công việc thứ nhất rồi nhưng mà lại rất là bận rộn. Thì thưa các bạn nhìn ở đây á, thì các bạn sẽ thấy đây là một cái báo cáo thu nhập và chi phí mà mỗi cá nhân, mỗi gia đình hay mỗi một công ty của chúng ta đều phải dựa trên một cái báo cáo rất cơ bản như thế này. Thứ nhất đó là thu nhập, thứ hai đó là chi phí. Vậy thì khi thu trừ chi mà bằng không, thu trừ chi bằng không có nghĩa là làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Còn thu trừ chi mà lớn hơn không có nghĩa là mỗi tháng chúng ta sẽ mỗi tháng là chúng ta sẽ có là thu nhập này này lớn hơn chi phí này, chúng ta dương đó. Và thu trừ chi mà bé hơn không thì mỗi tháng cái dòng tiền của chúng ta sẽ âm, chúng ta có nghĩa là làm bằng không 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 đủ ăn. Vậy thì tại sao tôi lại nói về cái bảng thu nhập này? Bởi vì cái bảng thu nhập này á, nó sẽ nói lên tất cả những cái bức tranh về mà chúng ta xây dựng cái công việc như thế nào. Thì thưa bạn, ngày hôm nay tôi giả sử rằng bạn đang có một cái công việc thứ nhất. Bạn đang có một cái công việc thứ nhất này. Công việc số 1. Và công việc số 1 này á, đưa cho bạn một cái thu nhập. Đưa cho bạn một cái thu nhập thứ nhất này. Đưa cho bạn cái thu nhập thứ nhất này. Và tuy nhiên nó sẽ có một cái giới hạn, đó là thời gian. Thì tôi sẽ đặt cho thời gian ở đây là 8 giờ đi. Thời gian là 8 giờ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có được nguồn thu nhập thứ hai vào cái thời gian mà thời gian rảnh? Thì thưa các bạn, đó là chúng ta phải đặt ra mục tiêu, đó là chúng ta có được nguồn thu nhập thứ hai. Chúng ta có được nguồn thu nhập thứ hai. Vậy thì chắc chắn rằng chúng ta phải cần đó là gì? Đó là cần thời gian bao nhiêu? Cần thời gian bao nhiêu? Vậy cho nên á, cái bước đầu tiên và quan trọng nhất đó là bạn phải đặt ra được cái mục tiêu, là cái mong muốn của chúng ta, cái mong muốn của chúng ta có nghĩa là tôi muốn sau 6 tháng nữa là tôi có thêm một cái nguồn thu nhập thứ hai, hay là tôi muốn sau 1 năm nữa tôi có nguồn thu nhập thứ hai. Thì các bạn phải đặt ra được cái mục tiêu, được chưa? Được đặt ra cái mục tiêu, tức là ngoài công việc thứ nhất này đưa lại cho bạn cái thu nhập là bạn đang có này, thì sẽ mất thời gian là 8 giờ đồng hồ. Vậy thì cái nguồn, bạn phải đặt ra mục tiêu là nguồn thu nhập thứ hai của mình sẽ là bao nhiêu. Ví dụ bạn đặt ra một cái nguồn thu nhập là 500 đô một tháng hay là 10 triệu một tháng. Rồi, vậy thì bạn phải biết được rằng là mình sắp xếp được trong thời gian nào, sắp xếp được trong thời gian nào đó, và mấy giờ đồng hồ, sắp xếp được trong thời gian nào và mấy giờ đồng hồ. Thì thưa các bạn, đây là một cái mà bạn phải xây dựng ngay từ đầu và xác định mục tiêu ngay từ đầu, mà nó nằm trong cái lộ trình kế hoạch của chúng ta mà phải có, mà đó gọi là bản kế hoạch. Để lập kế hoạch đó là việc thuộc về vấn đề lập kế hoạch. Thì từ đó, thì khi mà chúng ta đã xây dựng được vấn đề thời gian và đặt mục tiêu về vấn đề thu nhập rồi á, thì lúc đó chúng ta sẽ có một lộ trình để chúng ta có thêm được công việc thứ hai, có được công việc thứ hai, có được công việc thứ hai. Vậy thì khi mà chúng ta đặt ra mục tiêu về thời gian rồi, cái thu nhập rồi, vậy thì ở cái công việc thứ hai này á, thì bạn phải đầu tư hai thứ. Thứ nhất đó là gì? Bạn phải đầu tư hai thứ. Thứ nhất đó là thời gian. Thời gian. Và cái thứ hai nữa đó là công sức của chúng ta. Công sức của chúng ta. Và nếu có thể thì đó là một chút
cái chi phí, một chút chi phí về 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 kinh phí á, một chút kinh phí. Vậy thì thưa bạn, khi mà bạn đã lên một cái kế hoạch để mà xây dựng cái công việc thứ hai này, thì đầu tiên chúng ta phải có một cái nhận định, là xác định là đó là gì, đó là thời gian đầu. Thời gian đầu 2 tháng hay là 3 tháng thì cái thu nhập của chúng ta nó sẽ không cao, giống như những người mà họ đã làm trong lĩnh vực đó lâu rồi. Kể cả bạn là một người mà làm công ăn lương thêm cũng như vậy thôi, làm những công việc phụ thêm cũng như vậy thôi. Đó. Vậy thì vì ban đầu là như thế nào? Ban đầu chắc chắn công việc thứ hai này chúng ta sẽ rất là bỡ ngỡ, chúng ta có thể là nó mới hoặc là chúng ta không dành trọn vẹn được, ban đầu chưa quen, cho nên là cái khoảng thời gian này là thu nhập của chúng ta chưa được cao. Cho nên lúc đây là cái giai đoạn mà các bạn không nên gọi là quá phải bối rối hay quá phải lo lắng, mà chỉ cần chúng ta có một cái kế hoạch, để chúng ta nhìn vào cái kế hoạch đó để chúng ta vững tin và chấp nhận thời gian đầu. Vậy thì thưa các bạn, có rất nhiều giải pháp để chúng ta có cái công việc thứ hai này, có giải pháp, có rất nhiều nhiều giải pháp á, để có cái công việc thứ hai, có công việc thứ hai này. Thì một trong những giải pháp mà tôi thấy rằng á, nó thứ nhất nó linh hoạt, thứ hai nó phù hợp với nhiều người khác nhau, phù hợp với nhiều người khác nhau, và đặc biệt ở những người mà ở cái độ tuổi gọi là 24 đến 34 tuổi, thì đây cũng là một cái độ tuổi gọi là độ tuổi lao động gọi là tràn đầy nhựa sống đấy, tràn đầy nhựa sống. Thì một trong những cái gợi, tức là nó có nhiều giải pháp, tuy nhiên thì một trong những giải pháp mà tôi gợi ý cho các bạn đó là các bạn nên quan tâm đến cách để mà chúng ta kiếm tiền trên Internet, vì một số những lý do như sau. Lý do thứ nhất đó là nó đầu tiên đó, các bạn chỉ cần, thứ nhất đó là các bạn chỉ cần có Internet, các bạn chỉ cần có Internet thì thưa các bạn, cái việc mà có Internet thì đối với bất kỳ một người nào đó, dù khó khăn đến mức độ nào, thì tôi nghĩ rằng đó không phải là vấn đề quá khó. Chỉ cần 200.000 hay 300.000 là chúng ta đã có thể kết nối được Internet rồi. Cái thứ hai đó là gì? Đó là máy tính. Thì thưa các bạn bắt đầu vào một cái máy tính là 3 triệu thôi, giống như bản thân tôi bắt đầu vào một cái máy tính chỉ 3 triệu thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là trong cái khoảng thời về mặt làm việc á, khi các bạn làm việc trên Internet á, thì thưa các bạn, đó là buổi tối rảnh thì các bạn làm việc ngay chính tại nhà của các bạn luôn, các bạn không phải đi lại, các bạn không phải đi lại, cho nên cái vấn đề đó nó đỡ phức tạp, mà ngay buổi tối các bạn có thể làm việc ngay tại nhà của các bạn luôn. Ok. Và cái thứ ba nữa đó là nó có thể giúp cho các bạn hoàn toàn có thể nâng cao được cái thu nhập không giới hạn, nếu bạn là một người mà trong một khoảng thời gian mà có thể nâng cao được cái kiến thức chuyên môn của mình lên, chuyên môn của mình lên ạ. Thì thưa các bạn, đó là ba cái lợi thế mà các bạn có thể quan tâm tới cái vấn đề đó là kiếm tiền trên Internet. Thì thưa các bạn, nó phải có một cái kế hoạch và nó phải có một cái hành trình, và khi một cái kế hoạch và một cái hành trình đó là ok rồi, đã đủ độ chín rồi, thì chắc chắn rằng lúc đó bạn sẽ có thêm được cái nguồn thu nhập, đó là 10 triệu hay 20 triệu, thậm chí có thể lớn hơn nữa. Và đặc biệt đó là gì? Đó là nếu một ngày nào đó mà bạn thấy rằng cái công việc thứ hai này nó đưa lại cho bạn một cái nguồn thu nhập mà có thể lớn hơn cả công việc thứ nhất nữa, thì lúc đó bạn có thể cân đối về mặt thời gian để đưa ra cái lựa chọn nên ưu tiên cho cái công việc nào. Thì thưa các bạn, bản thân tôi cũng là một người mà tôi đã tiếp xúc với lại rất nhiều câu chuyện trong cái công thức của sự thay đổi này á, công thức sự thay đổi này. Ví dụ có những bạn họ đang còn là sinh viên thôi, nhưng mà trong quá trình sinh viên họ đã lập kế hoạch để có thêm một cái chuyên môn này,
đó, lập kế hoạch để có thêm cái chuyên môn này. Và lúc họ ra trường á, thì thưa các bạn đó là gì, họ đã có thể kiếm được 3-5 nghìn đô một tháng rồi, và họ lúc đó họ không phải đi xin việc nữa. Hay là có những người làm công nhân, họ cũng xây dựng theo công thức này, thay đổi theo cái công thức này, thay đổi theo công thức này, và họ đã thay đổi và gia tăng được cái thu nhập của mình. Thì đây là một cái video mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, bởi vì bản thân tôi đã trải qua những cái sự thay đổi như thế này và tôi thấy rằng nó rất là cần thiết. Cho nên cái keyword ở đây trong cái video này á, mà tôi muốn nhấn mạnh với các bạn, đó là các bạn, điều thứ nhất đó là hãy dành thời gian cho chính mình. Điều thứ hai đó là hãy tận dụng thời gian rảnh của chính mình. Thời gian rảnh. Cái thứ ba đó là hãy có một kế hoạch cho sự thay đổi và bạn tin tưởng vào cái kế hoạch đó. Thì thưa các bạn, đó là cái nội dung ở cái video này mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tôi hy vọng rằng nếu các bạn cũng giống như tôi trước đây, có một khát vọng muốn thay đổi, muốn cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình bằng cách có thêm một cái nguồn thu nhập, thì đây sẽ là một cái video để các bạn có thể tham khảo. Và tôi chúc bạn có một cái quyết định mạnh mẽ và đạt được cái kết quả tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.